Xin chào cả nhà thân yêu đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Ca. Showroom chúng em tự hào là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có cam kết và bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 6 tháng hoặc 10.000 km. Với 5 tiêu chí vàng là xe không tai nạn, xe không ngập nước, xe không đại tu động cơ hộp số, xác định nguồn gốc và năm sản xuất rõ ràng để đảm bảo cho việc mua bán và sang tên. Địa chỉ của showroom Sài Gòn Ca chúng em nằm tại số nhà 613, 615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chúng em có hỗ trợ khách hàng thẩm định giá, thẩm định chất lượng xe miễn phí, hỗ trợ vay trả góp với lãi suất ưu đãi, giao xe tận nhà và tặng bộ rút hồ sơ gốc nha. Trong video thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, em Quỳnh có rất nhiều sản phẩm mới về muốn giới thiệu đến quý anh chị. Hy vọng là sẽ được sự đón nhận, đồng hành và ủng hộ của mọi người nhé. Hôm nay thì nhà phun kín xe rồi, cũng vừa nhận cọc được chiếc Kia Rondo số sàn năm 2020 và bàn giao được chiếc Honda City năm 2021, cũng như là bán được chiếc Kia Seltos màu nâu đấy. Trước đấy thì nhận cọc ngày hôm qua chủ nhật thì em Quỳnh không có lên sóng nhá. Cùng em Quỳnh khám phá hai mẫu xe mới về tại cửa hàng là Vios E số tự động năm 2018 và BT50 số sàn hai cầu năm 2020. Quý anh chị muốn em Quỳnh quay trước xe nào này? Ở hàng đầu tiên thì rất là đủ màu này, xanh, đỏ, xanh tiếp và trắng này. Phải được nói là Sài Gòn Ca đợt này là chịu chi phết và màu nào cũng chơi nhá. Em thì em khoái quay màu đỏ trước nhá. Cả nhà cùng em Quỳnh khám phá trước Toyota Vios bản ECVT 1.5 AT năm 2018 và đây là form mới thiết kế của năm 2019 nhá. Chiếc xe nhà em Quỳnh trên sổ đăng kiểm là sản xuất năm 2018 nha mọi người. Xe mua mới một chủ sử dụng từ đầu. Nước sơn màu đỏ, nội thất là ghế da tông màu kem nhá, lăn bánh 3 vạn. Vios thì thấy nhiều rồi. Màu đỏ cũng thấy nhiều rồi. Nhưng mà cái chiếc xe 6 năm tuổi mà chạy 3 vạn như thế này thì còn hiếm có, khó tìm nhá. Ê, form dáng sedan thuộc phân khúc B nhá. Rộng rãi, thoải mái, rất là lành tính, chủ xe đi rất là kỹ này. Sử dụng một số mạ chrome ở trên cụm đèn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh đây. Cảm biến va chạm rồi camera lùi 51G66279 nhá, biển khá đẹp. Trước xe nhà em Quỳnh thì trang bị 4 lốp là nguyên zin theo xe. Toyota thì vẫn sử dụng cái dòng đun lốp này. Đây, đáp lốp năm 2018 nhá, 4 quả là theo xe nha quý anh chị, xe cực kỳ mới. Mâm gần như là không xước sát và không phải làm gì cả. Xe thì chỉ con này còn chưa rửa cơ, chỉ có lau về thì về ngày hôm qua. Em thì em cũng không có rửa, còn để luôn đây. Tại vì em phải xử lý đánh bóng gầm máy nội thất mới bán được nhá. Trước này cũng lên lót sàn 5D này, nội thất ghế da màu kem dễ sử dụng, đánh lại bộ ghế nhá. Mọi người biết không, bởi vì là cái ghế da này nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái màu sắc trang phục mà mình ngồi, đúng không ạ? Trang phục mình ngồi màu đen thì nó hay dễ phai ra. Đây là hàng ghế đầu tiên này, má ghế rất là căng. Vô lăng cần số rất là mới này, cứng cáp, xe một chủ sử dụng, có thêm camera hành trình nhá. Trước này máy móc nguyên bản, km nguyên bản, và bên Sài Gòn Ca thì luôn luôn khuyến khích khách hàng là check test hãng trước khi mà giao xe. Và đây là chiếc Toyota Vios bản ECVT năm 2018 form mới nhá. Cuối năm 2018 mới có chiếc xe này và cùng form với cả 2019 này. Trước này em Quỳnh đang chào bán với mức giá là 389 triệu nha quý anh chị. 389 triệu để sở hữu ngay Vios E số tự động năm 2018 nhá. Bên này thì có một chiếc bán tải hai cầu số sàn, em nghĩ là sẽ phù hợp với cả quý anh chị nào sống ở vùng Đắk Nông này, Đắk Lắk, Bảo Lộc, Lâm Đồng, hoặc là muốn đi dãy rồi phục vụ trong công trường nhá. Mazda BT50, một chiếc xe bán tải của nhà Mazda đây, máy động cơ Skytip nhá, rất là tiết kiệm và bền bỉ, nước sơn màu xanh coban này, hợp với cả các bác là mệnh thủy và kim nhá. Đấy, từ ngày bán xe thì cũng trở thành thầy phong thủy luôn, nên là quý anh chị cùng em Quỳnh khám phá mẫu xe này xem có phù hợp với cả nhu cầu sử dụng của mình không nhá. Đã dòng bán tải mà lại đời còn cao, ngó con này lăn bánh như nhỉ. Xem km mới, xe mới về 4 vạn à. Mazda BT50 đây này, có đây này, 4 vạn 40.000 km nhá, nội thất là ghế nỉ. Hình như là đợt vừa rồi gần đây nhất là bán được một chiếc màu đỏ thì phải, nên là về chiếc màu xanh. Được cái nhà Mazda là rất chịu chi về màu sắc nhá, em Quỳnh thấy khá là hợp lý này. Số sàn này, ghế nỉ nguyên bản, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm. Đấy, trước này thì chìa khóa cơ nhá. Về tất cả các tính năng của dòng bán tải thì nó rất là ưu việt và dễ sử dụng.
Công nghệ thì tương đối thôi, nhưng mà sẽ quan tâm đến các chế độ lái, tính năng an toàn và thân vỏ có cứng cáp hay không. Vì đa số là nó phục vụ công việc nhiều hơn là sử dụng hàng ngày nhé. Đây. Xe về thì mới chỉ rửa sơ phần bên ngoài thôi để chụp ảnh cho các bạn đăng ở trên các nền tảng. Nhưng mà chất xe cũng rất là mới, tươi rồi. Em thì lấy về trưa ngày hôm nay, nên là quay luôn cho quý anh chị cùng khám phá nhé. Hàng ghế thứ hai rất rộng rãi, thoải mái này. Ghế mới lắm, ghế là ghế nỉ nguyên bản theo xe nhá. Nội thất ghế ghế nỉ này, bên ngoài nước sơn này, đã lên lắp thùng rồi nhá. Anh em không phải lên lắp thùng cho em. Biển số là 72 nhá, thành phố Vũng Tàu. Quý anh chị có thể tham khảo mẫu xe này với mức giá là 478 triệu. Đấy, định chào cao hơn nhưng mà thật sự là thôi, thuận mua vừa bán nha, chào vừa vừa cho quý anh chị trả giá thoải mái nhá. Mazda BT50 2 cầu số sàn máy dầu năm 2020 này đang được chào bán với mức giá là 478 triệu mẫu xe này, và có hỗ trợ trả góp ngân hàng nhá. Trước nào mà có hỗ trợ trả góp ngân hàng thì em sẽ chia sẻ với quý anh chị là có hỗ trợ trả góp ngân hàng nhá. Bởi vì là bây giờ thì ngân hàng họ còn kén một số dòng cơ. Đấy, ví dụ như là Nissan này, Chevrolet, rồi VinFast nữa. Nên là quý anh chị có thể liên hệ qua số Zalo của em Quỳnh để em Quỳnh dễ dàng tư vấn hơn nhé. Trong này là chiếc Honda CR-V. Trước này là CR-V bản L năm 2021. Lăn bánh là 19.000 km, nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen nhé. Nếu mà ở cái bảng màu trắng như thế này thì bản L sẽ là phiên bản cao cấp nhất. Bởi tại vì sao? Tại vì nó còn một cái phiên bản nữa là Black Edition. Nhưng mà các bác nghe thấy chưa? Đã Black rồi nên chắc chắn là không có màu đen. Bản đó thì sản xuất limited duy nhất và màu đen khói. Nên là thôi nhá, ở cái màu trắng này chúng ta cứ coi cái bản L là phiên bản cao cấp nhất của dòng này đi. Trang bị lớp sơn màu trắng, nội thất là ghế da này. Khám phá nội thất của em này một chút không? Xe thì rất là đẹp, CR-V thì cũng là một trong cái chiếc xe mà em Quỳnh bán rất mát tay nhá, nên là cũng thích cái dòng này. Thứ nhất là phải xe đẹp đã thì mới có thể yên tâm bán cho mọi người được. Quý anh chị có thể ngó qua này, ở ghế lái chỉnh điện nhá, đề nổ startup, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm, phanh tay điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Một số chi tiết ở trên chiếc Honda CR-V nhà em Quỳnh còn trang bị ốp nhựa giả vân gỗ rất là sang trọng và dễ chịu nhá. Xe cũng được lên lót sàn rồi. Hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi, thoải mái. Và CR-V thì trang bị động cơ là 1.5 turbo, vừa bốc lại vừa tiết kiệm nhiên liệu nhé. Rất là đẹp, gần như là chỉ dọn sơ qua thôi là có thể tiến hành giao xe cho khách hàng rồi. Rồi, cột điện tiện lợi. Đấy, những cái option cơ bản nhất cũng được trang bị ở trên chiếc xe này. Máy Nhật nhá, Honda đấy, xe máy. Hồi xưa các cụ hay trêu nhau là xe máy thì phải Honda mà ô tô thì phải Toyota mới đúng bài. Nhưng thật sự là những cái chiếc xe đến từ Nhật Bản này, đấy, những cái tên gọi quen thuộc như Honda, như Toyota, Lexus thì vẫn được rất là được lòng người tiêu dùng Việt Nam phải không ạ? Và nếu như mà quý anh chị đang tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ dành riêng cho gia đình hoặc yêu thích chiếc CR-V thì có thể qua Sài Gòn Ca trải nghiệm mẫu xe này với mức giá là 918 triệu nha. 918 triệu sở hữu ngay Honda CR-V bản L năm 2021, lướt 19.000 km nhé. Bên này thì có một chiếc Kia Cerato. Trước này là Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium năm 2020. Lăn bánh là hơn 60.000 km, nước sơn màu xanh lá cây. Ôi giời, xanh lá nhưng không bao giờ xa lánh nhá. Nội thất là ghế da tông màu đỏ đen kết hợp lại. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Kia Cerato tính đến thời điểm hiện tại. Form dáng thì trẻ trung năng động, màu sắc thì bắt mắt, cùng rất nhiều tính năng công nghệ được trang bị ở trên chiếc xe này, phải kể đến như là ghế điện này, sạc không dây, đề nổ startup, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm, rồi đến cửa sổ nóc. Giá thì chỉ 508 triệu nhé. 508 triệu sở hữu ngay Kia Cerato phiên bản 2.0 Pre năm 2020. Xe rất là đẹp. Ở hàng đầu tiên ngày hôm nay thì em Quỳnh có một chiếc MG, một chiếc xe đến từ thương hiệu Anh Quốc. Đấy, rất là lâu đời rồi. MG ZS phiên bản Luxury năm 2022, lăn bánh là 55.000 km nhá. Lớp sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen, biển số của em nó đây. Đấy, xe này thì chỉ chào bán với mức giá là hơn 400 triệu thôi mà quý anh chị đã sở hữu một mẫu 5 chỗ gầm cao nhá. Có rất nhiều tính năng công nghệ, phải kể đến là cảm biến va chạm này, đề nổ startup, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm, rồi đến có cruise control nhá, có hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, trước này thì cũng rất là rộng rãi, thoải mái, tiện ích mà giá cực kỳ rẻ nhé, có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị. Trước này sẽ bán với mức giá cụ thể là 445 triệu nhá.
445 triệu MG ZS phiên bản Luxury năm 2022. Cái hàng đầu tiên này thì sẽ nhìn phần đuôi nhá. Toyota, Toyota Altis. Toyota Altis động cơ 1.8G năm 2019. Xe một chủ sử dụng lăn bánh chuẩn là 30.000 km. Nước sơn màu bạc, nội thất là ghế da tông màu kem. Xe chưa dọn rửa mà đã có một cái độ bóng và độ đẹp nhất định như thế này rồi thì quý anh chị yên tâm không? Thực ra thì em hay nói với mọi người là em phải dọn, em phải spa lại. Nhưng mà xe đẹp em mới spa được, chứ mà còn xe xấu mà bảo em spa thì em chịu. Nhá, đấy, đây là cái chia sẻ thật thôi. Em thì em rất là khoái quay xe mộc, mà con nào càng mộc càng tốt, nhưng mà phải đẹp cơ mới dọn được, còn xe xấu xác định là không dọn đâu. Trước này là Toyota Altis 1.8G năm 2019, lăn bánh 3 vạn đang được chào bán với mức giá là 579 triệu nhá. 579 triệu này. Xe này để đấu giá thôi, không bán đâu. Con này cũng nhận cọc rồi. Hôm nay thì khá là mát tay, nhận cọc được trước Rondo rồi nhá. Trong này thì toàn gầm cao thôi, Sorento, Santa Fe, rồi Ertiga. Giới thiệu trong cùng trước nha. Trong này em Quỳnh có một chiếc Kia Sorento bản Signature, máy xăng động cơ 2.5G nhá. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2021 này. Lăn bánh chỉ có 44.000 km. Nước sơn màu đen và nội thất là ghế da tông màu kem. Đây là một chiếc xe SUV 7 chỗ có rất nhiều tính năng công nghệ này. Cảm biến va chạm này, hắt kính này, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm này, hỗ trợ đổ đèo này, khởi hành ngang dốc, rồi đến giữ làn tự động. Đó, xe thì có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sang xịn, nói chung là trông phong dáng thì rất là hiện đại và trẻ trung nhá. Trước này thì bán với mức giá là 879 triệu tại Sài Gòn Ca nha quý anh chị. 879 triệu sở hữu ngay Kia Sorento bản Signature máy xăng năm 2021 nhá. Santa Fe nào, có một cặp Santa Fe giá rẻ muốn bán cho quý anh chị đây. Đây Santa Fe con biển 69 này là Hyundai Santa Fe bản phun dầu 2 cầu năm 2018. Xe lăn bánh là 74.000 km. Nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen nhá. Xe này em Quỳnh bán với mức giá là 699 triệu. 699 triệu mẫu xe SUV 7 chỗ bản full 2 cầu máy dầu cho quý anh chị tham khảo. Và có hỗ trợ trả góp ngân hàng mẫu xe này nhá. Nếu như mà quý anh chị không thích cái option máy dầu thì em Quỳnh sẽ có một cái lựa chọn nữa làm trong máy xăng. Giá cả thì chưa còn lâu mới tới 600 triệu nhá. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe bản full máy xăng 2 cầu động cơ 2.4. Xe được sản xuất năm 2015. Lăn bánh là 89.000 km, nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen. Đã bản full lại còn máy xăng đi cực kỳ bốc mà cực kỳ êm, không bao giờ bị hôi dầu nhá. Trước này bán cho quý anh chị là 578 triệu tại Sài Gòn Ca. 578 triệu mẫu xe này. Bên này là Suzuki Ertiga. Suzuki Ertiga phiên bản 1.5 số tự động năm 2021. Lăn bánh là 30.000 km, nước sơn màu trắng và nội thất là ghế nỉ nguyên bản. Đấy, chiếc Ertiga này thì là một chiếc xe thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ, giá thì chỉ hơn 400 thôi. Mà quý anh chị đã sở hữu một chiếc 7 chỗ số tự động để lựa chọn rồi. Đấy, ở kia thì có đè nổ này, có camera hành trình, có màn hình cảm ứng ở phía trung tâm. Nói chung là tiện lợi và dễ dàng sử dụng nhé. 469 triệu mẫu xe này quý anh chị có thể tham khảo nhé. 469 triệu sở hữu ngay Ertiga số tự động năm 2021 và có hỗ trợ trả góp ngân hàng nhé. Trong này thì có chiếc Mazda CX-5, cái màu rất là đẹp, màu rất là yêu phải không ạ? Mazda CX-5 phiên bản Luxury năm 2023 và đây là form mới thiết kế của năm 2024. Nước sơn màu vàng ánh kim và nội thất là ghế da tông màu đen, xe chạy chuẩn 2 vạn nhá. Đấy, trước này thì là một mẫu 5 chỗ gầm cao rất ăn khách của nhà Mazda, phải nói là cạnh tranh rất là mạnh đối với cả Hyundai Tucson. Nhưng mà em thấy là doanh số của Mazda CX-5 năm ngoái thì phải nói là top 1 luôn, gần như là không có chiếc xe nào có thể vượt qua. Và bây giờ giá thì cực kỳ hợp lý. Trước này em bán cho quý anh chị là 798 triệu để sở hữu ngay Mazda CX-5 phiên bản Luxury năm 2023 nhé. Màu vàng ánh kim, một trong những cái màu độc nhất vô nhị của nhà Mazda đây. Con này rút hồ sơ xong rồi này. Quý anh chị nào mà mua chiếc xe này thì rất là tiện lợi, bởi vì là bấm biển rất là dễ dàng. Đấy, xe công ty lên em Quỳnh hoàn thiện rút hồ sơ luôn cho quý anh chị nhé. Kia Sorento bản full xăng GATH năm 2016. Lăn bánh là 10 vạn nhá, tương đương với cả 100 ngàn đây.
Xe được bảo hành bảo dưỡng đầy đủ ở trong hệ thống của Kia, một chủ sử dụng từ mới. Nước sơn màu đỏ này và nội thất là ghế da tông màu kem. Bán cho quý anh chị là 515 triệu. 515 triệu mẫu xe này, xe cực đẹp, SUV gầm cao 7 chỗ, công nghệ ngập tràn luôn, động cơ 2.4 rất là bốc nhá. Con này làm ngân hàng Lisa Lichel đấy. Trước này thôi chắc là hạ giá một chút lọc cho quý anh chị nhé. Lisa Lichel phiên bản 2.5 SV Pre năm 2018. Và đây là form mới thiết kế của năm 2019. Nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen. Xe lăn bánh chuẩn 4 vạn nhá. Chiếc này thì là một chiếc SUV mới thì phải tỷ 2 cơ. Công nghệ thì phải kể đến là có hệ thống cam 360, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm, đèn ổ start top, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, đá cốp, rồi rất nhiều tính năng an toàn. Cũng như là cảm giác lái thì động cơ 2.5 đã, còn lại có máy xăng 2 cầu nữa thì cực kỳ êm nhá. Bán cho quý anh chị là 648 triệu. Trong video ngày hôm nay em Quỳnh hạ giá xuống còn 638 triệu cho quý anh chị. 638 triệu mẫu xe này. Để cho thôi nhá, tán lộc một xíu. Hôm nay thì cũng chả phải là ngày gì cả. Em thì xe cộ thì em xác định với các bác là em rất là thích nó. Nên mà khi đã xác định mua về rồi kinh doanh lỗ lãi là chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng là mình bán cái may mắn lên cho khách hàng, và làm sao mà khách hàng thoải mái nhất là ok nhá. Nên là hôm nay quý khách nào mà hoan hỉ hưởng lộc của chiếc Xtrail của em Quỳnh thì có thể nhấc máy lên để gọi cho em luôn nhá. Trong này thì có một chiếc Chevrolet này, Chevrolet Trailblazer phiên bản máy dầu số tự động 2 cầu. Đấy, một chiếc SUV cỡ lớn nhá, khả năng ngày mai đánh lên trung tâm quay luôn cho khán giả của xem này. Chevrolet Trailblazer phiên bản 2 cầu máy dầu số tự động, xe lăn bánh 5 vạn. Nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu nâu nhá, xe cực kỳ đẹp. SUV gầm cao 7 chỗ, cạnh tranh trực tiếp với cả Fortuner, Ford Everest. Đấy, rồi Mitsubishi Pajero Sport, những cái tên cực kỳ là đô con và nặng ký. Đấy, nhưng mà Chevrolet thì có một cái mức giá khá là êm và động cơ 2.7 thì cực kỳ bốc nhá. 635 triệu mẫu xe này quý anh chị. 635 triệu sở hữu ngay Chevrolet Trailblazer phiên bản 2 cầu máy dầu số tự động năm 2018 nhá. Limited luôn, 2019 là gần như là không có rồi. Trời bắt đầu lại mưa và trời biết bắt đầu lại oi. Vừa rồi quý anh chị cùng em Quỳnh đã đi khám phá và tham quan xem showroom Sài Gòn Ka buổi thứ 2 ngày hôm nay có những sản phẩm gì và đang được chào bán với mức giá là bao nhiêu. Những mức giá mà em Quỳnh đưa ra là giá mong muốn của cửa hàng. Anh chị em nào đang quan tâm đến các dòng xe đã qua sử dụng hoặc cần tư vấn thì có thể liên hệ qua số hotline là 0823 07222, hoặc đến trực tiếp địa chỉ của showroom Sài Gòn Ka là số 63 615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm và lái thử nhé. Và đừng ngần ngại bỏ ra một ít phút đăng ký kênh showroom Sài Gòn Ka, like và follow đội ngũ của em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.